Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip. Mình sẽ làm cách quay màn hình máy tính Windows 7 trên Windows 7 nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Các bạn đi đây và lúc đầu ngôn ngữ của nó là ngôn tiếng Anh, nhưng mà các bạn hãy lướt tìm cái chỗ tiếng Việt này. Đấy, các bạn ấn OK. Đấy, các bạn ấn tiếng, các bạn ấn tôi đồng ý, các bạn ấn tiếng. Cái này mình cài đặt rồi, thế nên không cần cài đặt nữa nhá. Và cái lúc giao diện của nó là như thế này, giao diện của nó như thế này. Đấy, lúc đầu nó sẽ như thế này, các bạn sẽ chọn chức năng ở trên đây. Cái này đã quay màn hình, quay toàn màn hình. Cái này quay màn hình, cái này quay theo khung bạn thích này. Có cái này quay gaming, có cái này quay HD. Đấy, các bạn thấy video mình hay, like, share, subscribe cho mình nhé, ủng hộ mình còn clip tiếp theo. Bye bye.